Tri hội Doanh nghiệp Thành phố Sơ La cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình có công trên địa bàn thành phố Sơ La. Nhân dịp này, Tri hội Doanh nghiệp Thành phố đã cùng các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức dân hương tại khu tưởng niệm, thăm hỏi tặng quà gia đình anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá, thăm tặng 400 xuất quà cho 400 gia đình thân nhân anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 200 triệu đồng. Đây là nguồn quỹ được chi hội doanh nghiệp thành phố Sơn La vận động các hội viên thuộc chi hội ủng hộ để gây quỹ trao quà tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Qua hoạt động này nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn để nâng đáp nghĩa của dân tộc, vinh danh sự công hiến hy sinh và đóng góp to lớn của các hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.